Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 200k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm thì ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ở mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên mà nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo đến từ thương hiệu Dunlop này. Em này thì sẽ có cho mình cái tông màu ghi và cái họa tiết thì sẽ là họa tiết kẻ quả trắng mã A680, chiều dài là 64, ngang là 52 và vai là 46, size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Các bác có thể sử dụng em này, một cái thiết kế trông cũng rất là trẻ trung năng động để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mình có thể sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mình mặc đi chơi đi làm. Bên trên ngực áo thì sẽ có cho mình một cái thiết kế túi vuông nhỏ và bên trên túi sẽ là một cái phần tem mác của nhà Dunlop này. Mã sản phẩm sẽ là A680, một thiết kế với cái độ mới còn rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu ghi. Đây sẽ là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo và em này sẽ là được gia công và sản xuất tại Việt Nam luôn. Chất liệu cốt tông dày dặn, mặc lên phong dáng chuẩn chỉnh. Với cái thứ hai nữa là mình mặc lên nó thấm hút mồ hôi rất là tốt để cho các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A681, chiều dài là 62, ngang là 49 và vai là 41, size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Các bác có thể lựa cho em này. Cái sản phẩm này cái độ mới của nó cũng còn rất là cao nên là bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì chúng ta tranh thủ là chúng ta chốt đơn luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế với tông màu ghi, cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo và được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã A682, chiều dài là 72, ngang là 54 và vai sẽ là 43, size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Mình có thể sử dụng cái sản phẩm này. Phong dáng của mình sẽ là thiết kế phong dáng suông và đây sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản cho quý chị chúng ta có thể sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Cổ áo và tay áo sẽ có những cái thiết kế đường viền này rất là đẹp cho quý chị. Và trong cái sản phẩm của mình nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Chất liệu là chất liệu dày dặn, mặc lên phong dáng chuẩn chỉnh. Mã A682, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo luôn, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản và được người Việt mình sử dụng rất là nhiều. Mã của sản phẩm là A683, chiều dài là 64, ngang là 46 và vai là 40, size S cho quý chị chúng ta xung quanh từ 55 đến 60kg. Các bác có thể sử dụng sản phẩm này. Tông màu của mình nó sẽ là tông màu xanh than, họa tiết chấm bi nhỏ ở bên trên này. Ngực áo sẽ có cho mình một cái thiết kế túi vuông nhỏ, chất liệu rất là mát và cũng rất là mềm mịn để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Thứ nhất là nó thoáng mát dễ chịu, thứ hai nữa là nó thoải mái. Mã A683, các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Cái form áo em này mặc lên cũng rất là gọn gàng cho mình. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo dành cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản thì chúng ta sử dụng cho mình cái thiết kế áo này của nhà Nike. Một con áo tông màu đen, thiết kế suông trơn và mã của sản phẩm sẽ là A684, chiều dài là 67, ngang là 57 và vai là 55, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Mình có thể sử dụng em này. Thiết kế form dáng suông này, chất liệu của mình cũng là cái chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt nên là các bác yên tâm chúng ta lựa chọn. Cho quý chị chúng ta coi kỹ cái phần tem mác của sản phẩm để quý chị thấy rằng là các cái mặt hàng của nhà sành Lucy thì đều là hàng chính hãng. Bên trên ngực áo thì cũng có cho mình một cái logo của nhà Nike luôn và mã bên này sẽ là A684. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo với tông màu ghi và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A685, chiều dài là 71 và sau là 75, ngang là 50 và vai là 43, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu cốt tông, mặc lên thấm hút mồ hôi rất là tốt và cái họa tiết của mình cũng là những cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo dành cho bác nào mà yêu thích cái họa tiết rằn ri thì chúng ta có thể lựa cho em này. Đây cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế của nhà Hammer với mã sản phẩm là A686, chiều dài là 69, ngang là 53 và vai sẽ là 45, size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta sử dụng, mình mặc đi chơi rất là nổi bật luôn, đặc biệt là trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái chất liệu thể thao như này, mặc lên cũng rất là thoải
thoáng mát dễ chịu, mã A686, và sản phẩm của mình độ mới cũng còn rất là cao. Bác nào xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg, chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Tiếp theo sẽ là một bọn áo với tông màu trắng này. Bác nào yêu thích những cái tông sáng màu, chúng ta có thể sử dụng em này luôn. Một thiết kế của nhà Grand Slam với tông màu trắng và họa tiết sẽ là họa tiết ké đỏ. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái hình logo của thương hiệu, mã A687, chiều dài là 64, ngang là 48 và vai sẽ là 42. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60 kg, các bác có thể tự tin chúng ta đặt hàng em này, độ mới còn rất là cao. Còn về mặt chất liệu, nhà sành Đồ Si bao chất cho mình chất liệu rất là đẹp, mặc lên trong mùa hè vừa thoáng mát dễ chịu mà độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, em này sẽ có cho mình là cái tông màu vàng chanh, một thiết kế của nhà Anopamer, và bên trên ngực áo chúng ta cũng có cái phần tên thương hiệu được thêu ở bên trên, mã A688, chiều dài là 59, ngang là 52 và vai là 50. Size S cho các bác chúng ta xung quanh 60 kg, các bác có thể sử dụng em này, độ mới cũng còn rất là cao. Và với cái thiết kế trơn đơn giản như này thì các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ dàng để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm, mã A688 này. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất, và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo họa tiết kẻ ngang với tông màu của mình sẽ là cái tông màu xanh ngọc, mã A689, chiều dài là 65, ngang là 46 và vai là 43. Size S cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng 60 kg thì quý chị có thể lựa cho em này. Bên trên ngực áo chúng ta cũng có thiết kế một cái túi vuông nhỏ cho quý chị chúng ta sử dụng, một thiết kế của nhà Linbert này. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, một sản phẩm với cái độ mới còn rất là cao, và cái màu sắc của mình cũng là cái màu sắc trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là A689. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, thì em này sẽ là cái thiết kế với tông màu xanh than, cũng là cái họa tiết kẻ ngang luôn. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Marc Rigo, một thương hiệu được ra đời năm 1921. Mã sản phẩm là A690, chiều dài là 62, ngang là 52 và vai sẽ là 45. Em này cũng có size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg, mình có thể là sử dụng em này. Họa tiết kẻ ngang này nhìn chung là những cái thiết kế rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm, mã A690. Và mọi thông số thì nhà sành Đồ Si sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm sao cho nó thật là vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Columbia. Bên trên này sẽ là cái tem mác chính hãng của thương hiệu, và ngực áo sẽ thêu cho mình một hình cái logo hình con gấu vàng như này. Mã sản phẩm sẽ là A691, chiều dài là 65, ngang là 53 và vai sẽ là 47. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa chọn sản phẩm này. Một thiết kế với cái tông khá là sáng màu để quý chị chúng ta mặc lên nó trẻ trung năng động, nhưng mà cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta có thể lựa chọn chúng ta mặc đi làm, mã A691, và là một thiết kế chính hãng của nhà Columbia. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một quần áo với tông màu trắng và có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang. Đây sẽ là một cái tông màu các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè rất là hợp lý luôn, vì cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã A692, chiều dài là 64, ngang là 51 và vai là 44. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60 kg, mình có thể là sử dụng cái sản phẩm này, cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, mã A692. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, em này sẽ có cho mình là cái tông màu nâu nhạt này. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A693, chiều dài là 69, ngang là 49 và vai là 41. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa cho em này. Bên trên ngực áo chúng ta có một túi vuông nhỏ, còn đâu ngoài ra thì cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế trơn, không có quá nhiều các cái họa tiết chi tiết gì ở bên trên đó. Mặt trước mặt sau của mình đều là cái thiết kế trơn suông đơn giản, mã A693 này. Bác nào khoảng 60-65 kg thì các bác có thể là lựa chọn cái sản phẩm này, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo, em này sẽ là một sản phẩm tông màu kem này, một thiết kế của nhà Valentino. Đây là một cái thương hiệu chuyên về các cái dòng hàng mang cái phong cách Ý này, mã A694, chiều dài là 68, ngang là 50 và vai sẽ là 43. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng 60-65 kg, các bác có thể lựa cho em này. Em này chúng ta có bị lỗi một chút rồi, nó sẽ bị thủng một ít ở bên trên cổ áo này, nếu như mà các bác chúng ta bỏ qua được thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này, mã A694. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp
tiếp theo đây sẽ là một con áo polo với cái tông màu xanh bơ, một cái tông màu rất là đẹp và cũng rất là lạ mắt trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm là A695, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 45. Size S cho các bác chúng ta xung quanh khoảng là 60kg mình có thể sử dụng em này. Lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi cận chất cũng như là cận cái màu sắc của sản phẩm. Đó ở bên trên live như nào thì nhìn chung ngoài đợi, ở bên ngoài nó cũng y vậy luôn. Hàng có sao sẽ gửi y nguyên như vậy cho quý anh chị. Em này có mã là A695 này, ngực áo mình cũng có một cái túi nho nhỏ. Ra xa một chút cho các bác chúng ta coi toàn bộ cái form dáng của em này. Bác nào xung quanh khoảng 60kg thì chúng ta cứ tự tin chúng ta đặt hàng em này. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này cũng có cho mình cái tông màu kem và họa tiết của mình cũng là cái họa tiết kẻ ngang luôn. Mã A696, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 45, size S cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể là bon chen được cái sản phẩm này. Với cái tông màu này nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự mà cũng không kém phần là trẻ trung năng động để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mình mặc đi chơi đi làm. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu và em này cũng có cho mình một cái túi nhỏ ở trước ngực áo. Mã A696 này, thiết kế form dáng suông, dễ mặc dễ dùng. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo polo với tông màu trắng và em này sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang. Mã A697, chiều dài là 63, ngang là 52 và vai sẽ là 43. Size S cho quý anh chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa cho em này với cái thiết kế form dáng suông nên là các bác yên tâm chúng ta mặc lên nó cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Và với cái tông màu này thì rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để quý anh chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Ngực áo thì cũng không thể thiếu được cho quý anh chị một cái túi vuông nhỏ ở bên trên. Mã A697 và các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Tiếp này sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ sọc này. Lại gần một chút cho quý chị chúng ta có thể là tự mình chúng ta quan sát kỹ được các cái chi tiết thiết kế của sản phẩm. Em này thì cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, một thương hiệu của Nhật Bản. Mã A698, chiều dài là 60, ngang là 46 và vai là 41. Size S cho quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Với cái chất liệu này thì bác yên tâm mặc trong mùa hè rất là thoáng mát dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Cũng là một cái sản phẩm rất là basic đơn giản thôi. Mã A698 và chúng ta đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ có cho mình là một con áo polo tông màu trắng này và bên trên áo nó sẽ có một vài các cái họa tiết in chìm ở bên dưới này. Các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát được các cái họa tiết của sản phẩm. Một thiết kế của nhà Rinoma, mã của mình là A699, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai là 45, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Với cái tông màu trắng thì quý chị yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ rồi. Các bác mặc lên trẻ trung năng động. Mã A699, đây sẽ là một con áo hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm cũng đều rất là ok. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ dành cho bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu rực rỡ một chút thì quý chị có thể lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Lin. Mã A700, chiều dài là 67, ngang là 51 và vai là 44, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Mình có thể lựa cho em này một cái thiết kế rất là đẹp với cái chất liệu cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Bên trên cái phần ngực áo mình có một cái túi nhỏ và bên trên túi sẽ là một cái phần logo và tên của thương hiệu được thêu ở bên trên, rất là đẹp luôn. Mã của mình là A700. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn cái sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Sành Đồ Xin. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo thì đây sẽ là một con áo tông màu xanh than, cũng là một cái thiết kế với cái độ mới còn rất là cao. Một sản phẩm chính hãng của nhà Spending, tem mác chính hãng sẽ được gắn ở bên trên cổ áo này. Mã A701, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai là 50, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Các bác tự tin chúng ta đặt hàng này. Với cái tông màu xanh than này cũng được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ở đây sẽ là một cái tông màu mà mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ, cho quý chị chúng ta coi cận chất của sản phẩm luôn. Em này sẽ là một cái em rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã A701. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Spending thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất riêng. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo polo với tông màu đen này, trông cũng rất là trẻ trung. Mã của mình là A702, chiều dài là 66, ngang là 49 và vai là 41, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Bác nào mà chúng ta yêu thích những cái phong cách tối giản thì mình có thể lựa chọn những cái sản phẩm với tông màu đen như này để chúng ta sử dụng thì cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta có thể phối đồ. Với cái chất liệu này thì nó rất là mềm mịn này và cũng rất là thoáng mát để các bác có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Đặc biệt sản phẩm này độ mới cũng còn rất là cao nên là bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Sin. Mã A702.
Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo với tông màu nâu nhạt và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông mã 703, chiều dài là 69 này, ngang là 50 và vai sẽ là 50 cm. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg, mình có thể lựa cho em này. Cái vải áo của sản phẩm này này sẽ là một cái vải mà quý chị chúng ta mặc lên nó thông thoáng rất là ok để cho các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Ngực áo thì sẽ là một cái túi vuông nhỏ này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì chúng ta có thể là chốt đơn mã 703 cho các bác chúng ta còn lại một lần nữa. Toàn bộ cái form giá của em này các bác cứ xung quanh khoảng 65 kg thì chúng ta tự tin chúng ta đặt hàng em này luôn. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một con áo với tông màu xanh than, thiết kế suông trơn đơn giản của nhà Lin, một thương hiệu của Mỹ này. Mã sẽ là A704, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai là 47. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Độ mới cũng còn tương đối là cao. Bên trên ngực áo mình có một cái túi nhỏ này và bên trên túi chúng ta cũng có thêm một cái tag bằng cao su của nhà Lin luôn. Mã A704, các bác có thể coi lại cái form dáng của sản phẩm này, một sản phẩm áo polo dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60-65 kg, các bác có thể lựa chọn. Chất liệu rất là mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất mã 704. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhà sản xuất sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sản xuất bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản xuất ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.